hồi đó là Mai mới mua một cái miếng đất ở dưới quận 12, đó là 2 tỷ 150 triệu đồng. Thì sau khi mua đất rồi á thì bắt đầu là Mai mới nhen nhóm là bắt đầu là Mai xây nhà lên. Mai ở quận 12 nhưng mà anh trai chồng thì ở Gò Vấp, mà anh trai chồng lấy vợ thì lại có bầu chuẩn bị đẻ. Thế là bắt đầu Mai mới tính toán với chồng Mai: anh ơi, bây giờ em nói thật cho anh á, trong gia đình thì ngón tay ngón dài ngón ngắn, mặc dù mình là con thứ chứ không phải là con trưởng, nhưng mà bây giờ thì anh trai á nói về kinh tế là yếu hơn mình. Trước sau việc của mình à, bây giờ ngày mai á, anh cầm chính căn nhà này, anh đi vay em ngân hàng 1 tỷ, cầm đúng cái căn nhà mình mới xây xong, anh bảo bố mẹ á, là mình thay mặt bố mẹ mua cho anh trai với chị dâu một căn nhà nhiều thì không có, khoảng 600-700 trở lại thôi, lừa 300 thì hỗ trợ để mình làm vốn. Thế là bắt đầu là ông chồng ông đi mượn 1 tỷ về, ông chồng với là bố chồng hai người ngày nào cũng đi lùng nát cái quận 12. Thế là mua được cho anh trai chồng một căn nhà 600 triệu mà ở trong hẻm cụt ấy, một trệt với là một cái gác lần. Lý do tại sao mà quyết định mua căn nhà 600 triệu, bởi vì nếu mình không mua cho anh trai với chị dâu thì sau này á mấy tháng nữa là bắt đầu chị dâu đẻ, mà chị dâu mà đẻ thì vô tình lại tách hai bố mẹ ra, chẳng lẽ bây giờ bố ở cho mình là mẹ ở cho anh trai, đâu có được. Tự dưng hạnh phúc của bố mẹ chia ra đôi hai nhà đâu có được. Thế là Mai mua cho căn nhà 600 triệu rồi về sửa sang lại là 700 triệu. Thì bắt đầu là anh trai với chị dâu là đến ngày là vợ bầu, đến ngày đẻ ra một đứa con gái. Thì khi mà đẻ ra đứa con gái thì bắt đầu là về ở quận 12 là sát nhà Mai luôn. Lý do tại sao em mua gần nhà Mai à, bởi vì Mai muốn là sáng Mai về thì anh chỉ đi làm thì đưa con qua cho ông bà để ông bà giữ luôn, thì không có phải là bị tách bố mẹ là bố ở một đường mẹ ở một đường, mà để tạo cơ hội cho anh chị là ổn định về cái vấn đề làm ăn kinh tế. Thì sau khi mà anh chị là coi như là Mai cho đất 700 triệu nha, mà 700 triệu cách đây bao nhiêu năm đâu phải là rẻ đâu cả nhà, mà 700 triệu đó là Mai đi mượn ngân hàng cái đâu, Mai đâu có tiền. Sau khi mà mua được căn nhà 700 triệu rồi thì cái bước thứ hai á, làm việc một thời gian lâu thì bắt đầu Mai nói: anh ơi, bây giờ đừng có ở trong hẻm nữa, vì là trong hẻm là hẻm cụt, mà ngày xưa mua căn nhà đó là vì mình là gọi là chống cháy đờ tiền thuê nhà thuê cửa, cho nên là bây giờ là mình làm ăn đờ hơn tí thôi, anh chị đừng có ở hẻm cụt nữa, bây giờ anh chị phải ra ngoài mặt tiền, ra ngoài cái khu dân cư, đó là cái khu của em ở á. Thế là bắt đầu là Mai xúi ông chồng mà đi mua nhà, xúi chị dâu với anh trai là đi mua đất, thì là bắt đầu là đi mua được một cái miếng đất ngang là 8m dài 20m ở khu dân cư Thế An, ở trên đường chính rất chỉ là rộng 1.8 tỷ. Thì hỏi ý kiến chồng Mai có ok không, thì chồng Mai ok xong một cái thì bắt đầu là chị dâu của Mai với anh trai chồng á được có 800 triệu à, gom bao nhiêu lâu mấy năm á được 800 triệu, mà bây giờ mua miếng đất á là 1.8 tỷ thì đâu có đủ tiền. Thế là bắt đầu là mượn anh em bạn bè, mượn cả nhân viên của Mai chứ không có dám mượn Mai, mặc dù lúc đó Mai có tiền rồi không dám mượn, bởi vì thím lại cho miếng đất với cái nhà 700 triệu trước rồi, nên là bây giờ không dám mượn. Thế là một ngày đẹp trời, vô tình Mai nghe được nhân viên bảo là anh tiền mượn em á là 50 triệu. Thế là trong bữa ăn cơm á, cuối tuần thì Mai tổ chức cho cả gia đình, anh trai với chị dâu với cháu về ăn cơm, thế Mai biết được là đang nở tiền, thế Mai hỏi là bây giờ khai thật đây, mua miếng đất 1.8 tỷ đó thì được bao nhiêu tiền. Thế anh trai với chị dâu bảo, nói thật với thím là được 800, ngại quá thím ơi, vì thím cho 700 triệu rồi mà bây giờ vay thêm thím 1 tỷ rồi thì kỳ lắm. Thế là Mai bảo thôi, bây giờ con thay mặt bố mẹ, thay vì bố mẹ là lo cho anh nhưng mà bây giờ bố mẹ ở cho con, thì thôi con thay mặt bố mẹ là con biếu anh tiền với chị Ngọc 1 tỷ. Thì mà Mai không cần hỏi ý kiến chồng Mai, Mai hứa trong cái bản ăn như vậy, trước mặt con cái Mai như vậy, và ngày Mai chuyển khoản qua cho 1 tỷ cho anh trai. Thế là bắt đầu anh trai là trả hết nợ 1 tỷ, Mai bảo là trả đi nha, đừng có làm tôi mắc cờ lắm á, em gái của mình, em dâu của mình, em trai của mình có tiền mà không nói mà đi ra ngoài mượn xã hội và mượn 10 mấy 20 người mới có được 1 tỷ. Thế là Mai cho luôn, Mai biếu luôn. Sau khi Mai biếu rồi thì Mai vạch ra một kế hoạch là bây giờ về bán căn nhà ngày xưa mà Mai mua cho 700 triệu, Mai biếu 700 triệu đó, về bán căn đó đây, lấy tiền của căn đó về xây nhà để ra ngoài này cho thoáng mát. Nhưng mà lưu ý có một điều, đó là em muốn là anh chị làm một cầu thang máy, dứt khoát trong nhà phải có một cái cầu thang máy. Lý do tại sao, lỡ sau này bố mẹ mà không thích ở cho em mà ở cho anh chị thì phải có cầu thang máy để bố mẹ thích lên thì lên, thích xuống thì xuống, nhưng lúc nó già là không lên được. Em chỉ là có một cái yêu cầu nho nhỏ vậy thôi, còn cái vấn đề thang máy để đó em lo. Thế là bắt đầu anh chị bán được cái căn nhà mà ngày xưa Mai mua cho 700 triệu á, thì bây giờ bán được 2.4 tỷ, thì bắt đầu đưa 2.4 tỷ đó ra để xây một căn nhà rồi có cầu thang máy, thiếu nữa thì chú thím hỗ trợ. Và Mai nói với anh trai với chị dâu là cái việc em này em không đẻ được nữa, em 50 tuổi và 4 đứa con rồi, em vẫn đang thích đẻ này cơ, nhưng mà em già lắm rồi, em không có đẻ nữa, bây giờ chị đẻ ở đây được bao nhiêu đứa em nuôi cho bấy nhiêu đứa. Và Mai dừng lời hứa, bây giờ con của anh trai là Mai cho học quốc tế luôn, và cứ đầu hè là Mai đóng tiền học. Chị Ngọc với anh tiền cùng ngại, có hai cái ngại, thứ nhất là thím này lo cho mình, cái ngại thứ hai là sợ sau này mà thím làm ăn không được á, thì ví dụ như cho con học chẳng hạn, nó học cấp 1, cấp 2 xong nó không có tiền mà đu tiếp, thì Mai mới nói thế này: chị khỏi lo, bởi vì cái tính cách của em tính rất là dài, cho nên em sẽ bỏ riêng ra 3 tỷ cho một đứa, kể cả ngày Mai đi xa phá sản không làm ăn được thì vẫn có số tiền
tiền 3 tỷ cho một đứa cháu để ăn học, chứ không để cho cháu học dở dở dang dang. Hoặc ngày mai em không còn tồn tại đến thế giới này thì cháu vẫn có cái số tiền em đặt tách riêng để cho cháu nuôi ăn đến đại học. Thì đó là cái câu chuyện mà mai kể cả nhà nghe là rút kinh nghiệm tới cuộc đời mai. Đó là cái gì ạ? Mình không chỉ sống cho bản thân mình mà sống cho tất cả những người xung quanh, đó là bố mẹ của mình và anh chị của mình và cháu chắt của mình. Mai có nhà lầu, mai có xe hơi thì cả nhà bảo là mai sướng. Mai tự nhận mình là một người may mắn, may mắn nhất trong những người may mắn. May mắn ở đây là dòng họ hai bên, anh em cô dì chú bác cực kỳ nề phục và thương yêu mai. Cháu bên nội bên ngoài hay là chỉ dâu anh trai, có nghĩa là mai vạch ra cái đường đi nước bước hết. Có nghĩa là chỉ có là các anh các chị các cháu là chỉ có bước thôi. Mai vạch ra một con đường. Được một cái là người nào cũng siêng, bởi vì là bản thân mai siêng. Cho nên là nếu mà anh trai mai, chỉ dâu mai, con cháu của mai mà không siêng là không được cho mai. Mặc dù mai không nói đâu, mà lời nói của mai nói ra là phải có giá trị. Đó là mai nói chân tình nha. Cho nên cái vấn đề mày bây giờ hỏi mai là cho anh trai hay chỉ dâu 5-30 tỷ hay cả 100 tỷ có tiếc không, hoàn toàn không tiếc.